Cha Tiến Bảo 34 tuổi, kỹ sư máy tính, cùng con trai là Vĩnh Khang 9 tuổi, thông minh, khéo léo và rất hiểu ý nhau. Cha Thành Kiệt 45 tuổi, cùng cô con gái xinh đẹp Gia Hân 9 tuổi, nhanh trí, tự tin nhưng lại có chút vội vàng. Lần đầu xa mẹ của hai cặp cha con sẽ rất khó khăn, họ sẽ phải phối hợp với nhau như thế nào? Sau phần thi bịt mắt hái mướp, Vĩnh Khang và Trà đã đưa cuộc đua trở lại vạch xuất phát khi hai đội tạm thời bằng điểm nhau. Nhiệm vụ tiếp theo của hai cặp cha con sẽ là ra chợ và bán số mướp mà họ vừa thu hoạch được. Sau những bất đồng trong nhiệm vụ hái mướp, ở nhiệm vụ này, liệu Gia Hân và Trà có tìm ra được chiến thuật phối hợp ăn ý cùng nhau hay không? Trong thời gian 20 phút, con sử dụng các vật dụng chương trình cung cấp để vẽ và trang trí bảng hiệu. Sau đó, cha cầm bảng hiệu vào chợ và bán số mướp mà hai cha con đã thu hoạch được. Đội bán xong trước được 1 điểm, đội bán nhiều tiền hơn được 2 điểm. Con có được bán vụ. 20 phút dành cho hai gia đình. 3, 2, 1, bắt đầu. Mướp nhiều quá. Mướp hương thơm ngon. Phù giá mà chưa thằng nói được thằng người. Thôi giá lát tôi vô lát tôi trọng mới kêu. Giá rẻ, vì chữ giá rẻ bự lắm. Dạ. 2.000 một cái. Đi đi con, đi đi. Trời ơi, lỗ chết luôn đó. Bé nó giết lỡ. Ba chỉ con nha. 50.000. Mua giùm ủng hộ cái mớt nha chị. Chị mướp này ngon lắm, mướp hương rất là ngon. Dạ dạ dạ, chị mua giùm. Chị mướp cho bao nhiêu cũng được, chị không sao. Đây đây đây. Rồi 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 rồi. Cô mua giùm đi con. 20.000 ba quả thôi. 20.000 ba quả thôi. Mướp nhà chồng mới hái con. Cô lựa cho đi con. Dạ cô mua ủng hộ đi con. Kệ mua. Dạ dạ cảm ơn con. Chị ủng hộ em mấy trái mướp, chị ủng hộ em hai trái nha. Bao nhiêu tiền cũng được, không sao. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị ủng hộ thôi. Rồi rồi, cảm ơn. Chị mua giùm đi con, mua giùm đi con. Mướp 20.000 bao quả. Chị, chú, anh mua giùm nha anh. 20.000 bao quả ủng hộ em anh. Dạ dạ. Cái gì đấy, mướp hương. Dạ dạ, mướp hương dạ. Dạ đúng rồi. Chị ơi, chị ủng hộ em mấy trái mướp được không? Dạ. Mua 5.000 trái. Ủng hộ em hai trái. Cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều. Ủng hộ em trái nữa được không chị? Ủng hộ em một trái đi. Chỗ mà. Dạ, tại một trái là em 5.000. Ủng hộ em có 5.000 thôi chị ơi. Ủng hộ em 5.000 đi hả? Thí dụ nếu mà đối phương bán 5.000 một quả, thì nếu mà bán hết 12 quả đó, thì là đối phương sẽ được là 60.000. Nhưng mà nếu mà đối phương bán một trái 10.000 thì chị câu chuyện nó khác. Mình đâu có nắm đối phương bán nhiêu đâu. Chị mua giùm mướp hương chị. Dạ, 20.000 ba quả, bán 20.000, 20.000 ba quả. Bán 20.000 ba quả. Dạ dạ. 20.000 ba quả. 20.000 ba quả. 1.000 ba quả mất chứ ạ. Dạ. Cái khó khăn nhất trong việc bán mướp là mình không nắm được giá ở chợ. Tại vì ở đây người ta bán 1 ký có 20.000 mà tới 5-6 trái lận. Mình bán 20.000 ba trái có nhiều người ta không có mua. Cái giá thì giờ không biết là bán bao nhiêu. Bây giờ cũng tại vì nào giờ mình cũng không có ít cái đi chợ mua đồ ăn này kia nọ. Bán 50.000 đi ba. 20.000 đúng không con? Ba trái đi, lấy ba trái đi hả? Rồi rồi rồi. Dạ dạ 10.000, dạ 10.000. Anh mua giùm mướp hương anh 20.000 ba quả anh. Mua giùm đi.
cô ơi, cô có thể ủng hộ mua một trái mướp giùm con để dài ra. Chị mua mướp gì nấu canh đi vậy? 20 ngàn ba quả. Em có nhiệm vụ là phải đi bán mướp. Này chị có thể ủng hộ em một trái mướp được không ạ? Một trái mướp có 5 ngàn, chị ủng hộ em 2 trái nha. Chị ủng hộ em 2 trái, 2 trái 10 ngàn. Tôi cũng mà chồng tròn hết trơn. Dạ. Chị mua giùm mướp đi chị. 20 ngàn ba quả. Dạ. Chị mua giùm đi chị, mà mới hái xuống luôn nè. Người ta thích cái gì mà tươi ngon hơn, rồi do nhà tự làm để không có bị xịt thuốc hay gì đó. Cô mua giùm mướp đi cô. 20 ngàn ba quả luôn. Rồi 20 ngàn ba quả phải không? Dạ dạ. Cũng phải nhà chồng không? Dạ nhà chồng mới hái luôn cô. Dạ. Dạ. Rồi đây. Cảm ơn con nha. Dạ. Chị có thể ủng hộ em còn một cái duy nhất. Có thể ủng hộ em một cái được không? Cái mướp. Tại vì em có nhiệm vụ là phải đi bán những trái mướp này. Chị có thể giúp đỡ giùm em một trái mướp được không? 10 ngàn. Một trái một, còn duy nhất một trái chị ủng hộ em cái. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Chú bán hết rồi hả chú? Được bao nhiêu tiền bán? Chị là về trước là được 1 điểm rồi. Hy vọng ba bán được nhiều tiền. Sao ba bán rẻ quá vậy? Rẻ nè. 10 ngàn một trái. Bao nhiêu tiền hả ba? Không sao đâu con, đâu có gì con. Con đặt hết niềm hy vọng vào cuộc thi này để có thể trở thành người chiến thắng. Nhưng mà ba cứ kêu từ từ đi con, không có sao đâu, bình tĩnh. Con không có hết, nhưng ba phải để tâm nhiều vô cuộc thi này. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, 10 ngàn đó cô, cho cô bảo hỏi luôn. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Đầu tiên mới bán được 60 ngàn đã. Sau khi bán 60 ngàn rồi á, thì tại vì cái đó mức đó là mức tối thiểu, thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ bán, có thể là bán tháo. 20 ngàn bao quả. 20 ngàn bao quả kìa. Có lấy 15 ngàn thôi. Rồi, chơi luôn. Hay là chị lấy hết thì bán 20 ngàn luôn. 20 ngàn đó luôn. 20 ngàn, 15 ngàn bao quả. Không, thiệt á. Làm gì? Mà nhà đâu ăn đâu kìa. Vậy cứ lấy giùm đi. Không có ăn. Rồi thôi, cảm ơn. Có mua giùm mướp con cô. Ba quả 20 ngàn. Vậy 20 ngàn bán hết luôn. Bán hết luôn. 20 ngàn. Đây là khúc sau là bán mướp. Họ bán thì sao đi bán mướp rồi gì mà gà đắt hết. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn cô. Rồi. Hết luôn bố. Hết rồi. Bố bán 20 ngàn ba quả hả bố? À. Thấy chưa. Cha Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ xong trước và được 1 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đếm số tiền. Bà cũng muốn bán hết rồi. Chứ bà không có để ý gì giá đó. Người ta 10 ngàn cũng đã quá rẻ lắm rồi. Có ai bán mướp 5 ngàn không? Lờ quá. 40 50 60 70 75 ngàn. 30 ngàn 40 ngàn 90 ngàn. Như vậy là trong thử thách này, 1 điểm thuộc về ba Kiệt bé Giang Hân và 2 điểm thuộc về bé Vĩnh Khang và Ba Bảo. Mình có một điểm. Bán cũng phải ba. Thì mình phải bán ít, với cái đó là quy luật chứ sao tại ba con. Hàng ít hơn 1 trái thì cũng phải được. Có 1 trái. Con tính đi đây nè, 12 trái, 11 trái mà ba bán nhiêu? Ba bán 75 ngàn. So với người ta là người ta 18 trái, người ta bán 90 thì mình bán giá cao hơn người ta đó. Đúng không? Qua chương trình này mình thấy là mình về có những cái mình nên dạy con của mình là có những cái mà không mình không hài lòng lắm. Dạ như bé là ham thắng rồi bé sẽ qua cái con qua qua cái chương trình này bé sẽ rút được nhiều bài học ha, bé sửa những cái mà xấu đi.
hành trình cha con hợp sức tại Đồng Nai. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có một nhiệm vụ cảm giác mạnh. Cứ bất chấp tất cả vì cha, vì cuộc thi. Con có thể làm bất kỳ bất cả điều gì. Con hay sợ cảm giác mạnh lắm. Em con thì nó thích chơi những trò mạo hiểm nhưng mà con thì không có dám. Mời Gia Hân ra lấy nhiệm vụ ở trên xe. Hai cha con sẽ có 10 phút hướng dẫn con điều khiển xe đua chuyên dụng dành cho trẻ em và cùng con khảo sát cung đường thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, hai con sẽ tự mình điều khiển xe và lấy cờ chương trình được cắm tại các điểm mốc. Đội lấy đủ 5 lá cờ và về đích được 2 điểm. Đội hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn được cộng thêm 1 điểm. Xin mời anh Nguyễn Văn Phương làm huấn luyện viên cho hai đội và bắt đầu ạ. Nóng bự quá à. Có ước mơ còn được chạy xe Honda rồi đó. Chết rồi, nóng. Rồi, bé lên. Cô đạp cái này nữa cơ. Cái này là thắng nha. Thắng lũi rồi, bấm thắng lại nha. Đây, okay. Rồi, đúng rồi. Thôi bấm nhẹ nhẹ thôi, con bấm nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi, tới bé trai. Con đừng nói con thua Gia Hân nha. Cái này là thắng nè. Đây là ra nè, đặc biệt. Giữ luôn bé, giữ luôn. Rồi. Dẫn xíu nữa. Ừ, đúng rồi. Thế đi. Con chở bố. Quá giỏi. Hay lắm Khang ơi. Quá giỏi. Con chắc lên. Ừ. Thôi đi thẳng lên kia. Khỏe lấy ơi, từ từ từ. Từ từ nha con. Có con sợ không á? Bố con hơi sợ. Đây đua chuyên nghiệp. Chạy nó được cho nó chạy nhanh chứ không kịp được. Này thấy lá cờ chưa? Đâu? Rồi đây nè. Rồi đây nè, đây nè. Rồi tới đây con thắng lại. Thôi còn phải bớt ra lại. Bớt ra lại nhận. Là nhớ giật lá cờ chưa? Quan trọng là con lấy được 3 5 cái lá cờ nghe chưa? Thấy con ghê không bố? Quá ghê. Cô thấy sợ quá. Té được. Chạy xe của ông nội một xíu nữa. Thôi quá ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thi chính thức. Chúng ta sẽ đi dần lượt và đi trên quãng đường để lấy đủ 5 chiếc cờ về đích nhá. Nhớ nhìn kỹ mấy lá cờ nha con, đủ 5 lá nha. Dạ, cứ nhìn kỹ hai bên. Nhớ nhìn kỹ cờ nha con. 3, 2, 1, bắt đầu. Sao con không đeo đây? Con nó không chạy được, nó ụp vô mặt con. Chà má ơi, chắc quá. Sẽ được 2 điểm. Con chạy về nhanh con được 3 điểm. Bằng mọi giá phải lấy được 5 lá cờ. Nếu mà Hân mà lấy đủ 5 lá cờ thì bằng điểm với mình. Nhưng mà phụ thuộc sẽ ai đi trước, ai thời gian đó, thời gian sẽ quyết định. Không sao, mình vui là chính. Dạ. Yeah. Và bây giờ sẽ là đến lượt của Gia Hân. 3, 2, 1. Nhấn ga.
Bắt đầu. Đứng ra. Lẹ lẹ lên con. Thì lúc đầu con thấy Hân chạy với ba, Hân rất là sợ. Con sợ thôi. Bé quá, nhẹ nhẹ thôi. Đừng có sợ té. Đúng rồi, hay quá. Con muốn chiến thắng cuộc thi này để chứng minh cho Khánh Linh là Khánh Linh đã nghĩ sai vậy. Con không có phải là một người yếu đuối. Tại ở nhà chị đó hay yếu ớt á. Con chơi được nhiều trò chơi nguy hiểm. Còn chị con sợ lắm. Bạn nãy bạn dắt vô đường không được, xong cái bạn cuối cùng bạn buộc phải cầm tay, mà cầm tay là khó lái lắm. Cho nên là nếu con nhét vô áo thì lấy cái lá cờ. Không có che sẽ... đơn giản rồi, nhét vô áo hả ba? Đây nè. Đó. Ok chưa? Nhảy sau lưng hay hơn anh. Không. Đây nè. Có sao không? Hả? Không rồi, con lấy được mấy cây cờ rồi. Đâu cây nữa? Con cầm gì cho cơ? Không sao. Lấy đủ 5 cây rồi con. Con chạy nghe hay lắm á. Đâu có sao đâu, tại vì cái lối này rớt cờ thôi, rủi ro thôi, con không sao hết. Không sao hết. Cái này lại sao? Để anh thấy chứ. Hơn chạy nhanh hơn rồi đó, không? Rớt cờ thôi. Kết quả, thời gian của Vĩnh Khang. Con chạy nhanh lắm á, con bấm hết luôn á. Là 3 phút 28 giây 47 khắc. Còn thời gian của Gia Hân. Con sợ không ơi. Ghê vậy? Bóp ra lại. Con thua Gia Hân rồi. Con lên chạy không có sợ không? Không, con chạy khoái lắm á. Sau ấy Hân chạy rất là tốt, con cũng thay đổi cái phía tốt về cái khúc sau hơn. Nói chung là khúc sau là hoàn toàn là thấy Hân là một đối thủ công bằng. Ba phút
thắng. Ồ, con thắng luôn kìa. Xin chúc mừng Giang Hân. Ồ, cười lên coi. Chào mừng hai gia đình đến với phần thi hiểu ý. Có tất cả là 5 câu hỏi. Mỗi đáp án trùng khớp do cha và con viết ra thì được 2 điểm. Câu hỏi thứ nhất. Cha và con hãy cho biết giữa áo sơ mi màu đỏ và áo sơ mi màu xanh, mẹ sẽ chọn màu nào? Xin mời Gia Hân và ba Thành Kiệt xoay bản trả lời của mình. Thế Gia Hân cũng chọn màu xanh, cả hai cha con để được 2 điểm. Cô mời Vĩnh Khang và cha Tiến Bảo. Áo sơ mi màu xanh, sơ mi màu xanh chính xác, cả hai gia đình đều được 2 điểm. Câu thứ hai, mắt của mẹ màu gì? Thôi, bây giờ cô mời Vĩnh Khang và cha Tiến Bảo. Cha màu đen, con màu nâu. Con màu đen, cha màu đen. Xin chúc mừng, 2 điểm dành cho Gia Hân và ba Thành Kiệt. Cha và con hãy cho biết mẹ sợ con vật gì nhất? Xin mời Gia Hân và ba Kiệt cho xoay bản đáp án của mình. Con rắn, bố con rán. Như vậy là không trùng khớp rồi. Con chuột, bố con chó. Mẹ sợ con gián mà con quên hả? Con chuột. Mẹ sợ con chó mỗi lần đi ra mà co dò lên hoài không nhớ. Con rắn là ba sợ chứ mẹ đâu có sợ. Chuột mà có sợ đâu. Mẹ sợ con chuột con chó luôn. Bây giờ câu hỏi thứ tư. Nếu Gia Hân trả lời đúng, Vĩnh Khang trả lời sai, như vậy là Gia Hân dẫn trước Vĩnh Khang 4 điểm. Tức là Gia Hân đã chiến thắng hành trình này. Câu hỏi thứ tư. Cha và con hãy cho biết kích cỡ giày dép của mẹ. Con đoán là cha và con có biết giống nhau không? Dạ chắc là không, tại ba không có rành. Ừ, con của ba cũng không có rành. Xin mời Gia Hân và ba. Con 38, cha 36. 38 là ba. 36 là sai của con. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem. Xin mời Vĩnh Khang và ba. Cha 38, con 46. Con cũng không làm nữa. Bởi vì mỗi lần đi đâu mà mẹ cũng tự làm. Câu hỏi thứ 5, Gia Hân trả lời sai, Vĩnh Khang trả lời đúng. Thì chúng ta sẽ bằng nhau kết quả và chúng ta sẽ có câu hỏi phụ. Cha và con hãy cho biết số cân nặng của mẹ. Em cân ghế em biết à. Ở nhà mẹ có nói mà ba. Mẹ cũng hay nói lắm. Ở nhà mẹ có nói mà. Rồi không được nói, con đừng nói gì. Rồi bây giờ xin mời 64, con 64, cha 40. 46.4 kg chứ mẹ 64 là dôi rồi con. Mẹ 64. Bây giờ lát con về hỏi mẹ đi, nếu mà không phải 64 con tính gì? Mẹ nói với con là mẹ 64 kg. Xin mời bên của Gia Hân. Con 50 kg. Ba 50 kg. 50 chứ không phải là 500 kg. 50 kg. Chính xác. Cả hai cho con đều được 2 điểm. Rồi xin chúc mừng Gia Hân và cha Thành Kiệt đã chiến thắng hành trình cho con được xuất tại Đồng Nai. Mình thắng rồi ba ơi. Cái số của mẹ là nhắc lại. Thôi không sao, đi chơi du lịch là chính. Con gì nghĩ sao mẹ gì mang giày 64 ghê vậy? 46.
Vì tính lo con voi nó mang vừa mấy chú đây, không có chú nào mang được đến 6 tới 46 rồi con. Dạ, phần thưởng người chiến thắng dành cho gia đình và bằng cảm ơn dành cho gia đình của bé Vĩnh Khang và cha Tiến Bảo. Chúc mừng Gia Hân đã chiến thắng một thời cha con một sức. Một hành trình mới lại bắt đầu. Cặp đôi cha con lần này sẽ là ai? Hai bạn nhỏ kỳ này sẽ cùng cha tới vùng đất nào đây? Những khoảnh khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh sẽ là những bất ngờ đầy thú vị dành cho cha và con. Liệu lần này các gương mặt mới sẽ hợp sức ra sao?